Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Giành huy chương vàng đồng đội Nam, Trung Quốc độc tôn ở môn bóng bàn Olympic. Ở trận chung kết nội dung bóng bàn đồng đội Nam, tuyển Trung Quốc thắng tuyển Đức 3, 0. Qua đó giành mùng 4 tháng 5 huy chương vàng bóng bàn tại Olympic Tokyo 2020. Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc khởi đầu thế vận hội năm nay không thuận lợi, khi họ để mất huy chương vàng nội dung đôi nam, nữ về tay Nhật Bản. Ngoài ra, ở trận chung kết nội dung đơn nam, đội tuyển Trung Quốc cũng toát mồ hôi hột, khi tay vợt người Đức Zimit do suýt chút nữa gây bất ngờ với tay vợt số một thế giới Ma Long. Phải rất vất vả trong trận đấu này, Ma Long mới giành thắng lợi xích sao 4-3 trước Zimit do, qua đó giành huy chương vàng cùng người đồng hương. Tuy nhiên, sau cú hụt hơi ở những ngày đầu, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc đã lập lại trật tự trong môn mà họ luôn chiếm ưu thế này, sau khi vô địch các nội dung đơn nam, đơn nữ, đồng đội nữ, bóng bàn Trung Quốc bước vào trận chung kết đồng đội nam gặp đội tuyển Đức vào tối qua, mùng 6 tháng 8, với ưu thế lớn hơn hẳn. Lực lượng của đội tuyển bóng bàn Nam Trung Quốc với những cái tên Ma Long, Su Xin và Fan Hen Song vẫn quá mạnh so với các tay vợt Đức. Cặp đôi Su Sin Ma Long khởi đầu bằng trận thắng cặp Patrick Janji Katimo bao 3 đến 0 ngày 11 tháng 7, ngày 11 tháng 3 và ngày 11 tháng 9. Tiếp đến Fan Hen Jong thắng Jimit Cha do 3, 2, mùng 3 tháng 11, ngày 11 tháng 6, mùng 9 tháng 11, ngày 11 tháng 5 và ngày 11 tháng 3 ở trận đánh đơn cuối cùng của nội dung đồng đội nam. Tay vợt số 1 thế giới Ma Long thắng dễ Timo bao 3 đến 1 ngày 11 tháng 5. Ngày 11 tháng 9, 11/13 và ngày 11 tháng 7, trước khi giúp đội tuyển Trung Quốc thắng đậm 3-0 và giành huy chương vàng, kết thúc các nội dung thi đấu của môn bóng bàn tại Olympic Tokyo 2020, đội tuyển Trung Quốc giành đến 4 huy chương vàng và 3 huy chương bạc, vẫn là đội mạnh nhất thế giới trong môn này, thiện nhân.